Bia cũng là chất lỏng, nước lọc cũng là chất lỏng. Tại sao bia thì dễ uống thế, còn nước lọc uống vào cảm giác rất khó chịu, thậm chí còn dễ buồn nôn hơn cả uống bia? Trước tiên hãy làm quen với hai thứ chui vào bụng của chúng ta ngày hôm nay, bia và nước lọc. Hiểu rõ chúng khác nhau như thế nào sẽ giúp chúng ta thấy tại sao uống bia lại dễ hơn uống nước lọc. Nước lọc là H2O, không màu, không mùi, không vị, không calo. Tất nhiên, nếu tinh khiết thì như thế thật. Nó giống như một thứ rất quen thuộc với con người, lúc nào cũng ở đó khi bạn cần. Cơ thể chúng ta cần 2-3 lít nước mỗi ngày để giữ mọi thứ hoạt động trơn tru, từ điều hòa nhiệt độ cơ thể, tiêu hóa đến vận chuyển chất dinh dưỡng. Nhưng vấn đề là uống nước lọc nhiều thường làm bạn nhanh có cảm giác đầy bụng. Nó giống như bạn ăn một món ăn nhạt nhẽo chẳng có gì là kích thích. Và liệu uống nước nhiều có thực sự tốt hay không? Câu trả lời là không hẳn. Nếu uống quá nhiều trong một quãng thời gian ngắn, cơ thể có thể rơi vào tình trạng gọi là ngộ độc nước lọc. Nghe tưởng như vô lý, nhưng thực tế trên đời đã có nhiều ca phải nhập viện vì uống quá nhiều nước. Ngộ độc nước, hay còn gọi là hạ natri máu, xảy ra khi máu bị pha loãng quá nhanh. Bình thường trong máu có một lượng natri, tức là muối, để giữ sự cân bằng với các tế bào. Khi uống nước ào ạt, nồng độ muối giảm xuống, nước sẽ tràn vào các tế bào. Đặc biệt là nếu tế bào não sưng lên, người bệnh có thể đau đầu, buồn nôn, rối loạn ý thức, thậm chí là co giật và hôn mê. Đây là một tình trạng nguy hiểm chứ không phải là uống nhiều thì đi tè nhiều như nhiều người vẫn nghĩ. Thế còn bia thì sao? Bia là một hỗn hợp gồm khoảng 90-95% là nước, có cồn từ 4-6 độ, có cả CO2 tạo bọt sủi cùng với một số thứ khác. Đặc biệt là hoa bia mang đến vị đắng đặc trưng kết hợp với vị ngọt nhẹ và cảm giác mát lạnh. Bia không chỉ là đồ uống, bia là một trải nghiệm. Tại sao uống bia nhiều thì lại dễ hơn uống nước lọc? Hãy bắt đầu với hương vị, vì đây là thứ làm cho bia hạ gục nước lọc ngay từ ngụm đầu tiên. Nước lọc không có vị, chẳng có gì kích thích cả. Lưỡi của chúng ta thì có khoảng 10.000 nụ vị giác. Những cái nụ vị giác này giúp chúng ta cảm nhận mặn, ngọt, chua, đắng, vân vân. Nhưng nước lọc thì nó chẳng kích hoạt cái gì. Nó giống như bạn đi xem phim nhưng mà màn hình thì trống rỗng, thế là bạn chán ngay. Bia thì khác, bia kích thích vị giác. Bia có vị đắng từ hoa bia, vị ngọt ở trong lúa mạch, một chút chua từ quá trình lên men, cảm giác sủi tăm từ CO2. Mỗi ngụm bia làm não bộ của người ta thêm phần kích thích. Từ góc độ tâm lý thì bia kích hoạt được cái gọi là hiệu ứng phần thưởng vị giác. Khi bạn uống bia, một vùng não được kích hoạt, giải phóng một chất được gọi là endorphin. Đây là một loại hormone tạo khoái cảm. Bạn uống một ngụm, bạn thấy sướng và não bạn hét lên, hãy uống thêm đi. Nước lọc không làm được điều này nên bạn nhanh chán. Cảm giác của uống nước lọc được gọi là mệt mỏi vị giác theo một từ khoa học. Bây giờ đến với một yếu tố quan trọng, có lẽ là quan trọng nhất, đó là cồn. Đây là lý do khoa học và tâm lý khiến bia giành phần thắng trước nước lọc. Khi bạn uống bia, cồn được hấp thụ qua dạ dày và ruột non, vào máu chỉ trong khoảng 5-10 phút rồi lên thẳng não. Ở đó, cồn làm cho bạn thư giãn và giảm căng thẳng. Đồng thời nó kích thích giải phóng dopamine ở vùng não kiểm soát khoái cảm. Chỉ vài ngụm bia có thể tăng dopamine từ 20-50%, tạo cảm giác hưng phấn và yêu đời. Bạn có bao giờ để ý, uống bia xong thì thường là chúng ta nói nhiều hơn hoặc là cười to hơn. Đó là dopamine đang thì tạo ra những hiệu ứng trong não của bạn. Tâm lý học gọi đây là vòng lặp phần thưởng, tức là uống bia thấy vui và muốn uống thêm. Nước lọc thì tất nhiên không có cồn, không kích thích dopamine nên chẳng có vòng lặp nào cả. Hơn nữa, cồn cũng có tác dụng lợi tiểu. Uống 1 lít bia, bạn có thể tiểu ra 1,2 lít chất lỏng. Điều này làm bạn không cảm thấy đầy bụng như khi uống nước lọc. Lý do tiếp theo, bia có một thứ mà nước lọc không có, đó là CO2. Loại khí này tạo bọt và cảm giác sủi tăm đặc trưng. Khi uống, CO2 kích thích cảm giác tươi mát, đã miệng. Hơn nữa, CO2 tăng áp lực ở trong dạ dày, kích thích tiết dịch vị, giúp tiêu hóa nhanh hơn. Điều này làm bạn cảm thấy sẵn sàng uống thêm. Nước lọc thì tất nhiên là không có CO2 nên không kích thích tiêu hóa. Bia còn cung cấp calo từ cồn và đường được gan chuyển hóa thành năng lượng, làm bạn cảm thấy đủ sức để uống tiếp. Quan trọng nhất, bia gắn liền với thói quen và văn hóa. Uống bia ở trong quán nhậu, xem bóng đá hay tiệc tùng, bạn bè liên kết với bia qua niềm vui. Mỗi lần cầm cốc bia thì não bạn tự động bật chế độ vui vẻ, khiến bạn uống nhiều hơn mà không nhận ra. Nước lọc thì thường gắn với bổn phận, uống để khỏe, uống để sống, uống để cần thiết, nên không tạo ra cảm xúc tích cực mạnh. Bia không chỉ là đồ uống mà là một trải nghiệm. Từ cái lạnh của lon bia, tiếng xì khi mở nắp, đến vị đắng ngọt xen kẽ, tạo thành một hành trình giác quan. Tâm lý học gọi đây là tiêu dùng vì khoái lạc.
Bạn uống bia để tận hưởng, để thư giãn, để sống trong khoảnh khắc. Điều này làm bạn dễ uống nhiều hơn vì mỗi ngụm là một phần thưởng nhỏ. Ngược lại, nước lọc thường gắn với nhiệm vụ sinh lý. Bạn uống nước vì khát, vì bác sĩ bảo là phải uống khoảng 2 lít mỗi ngày. Não bạn không coi nước lọc là phần thưởng nên bạn thiếu động lực để uống nhiều. Tâm lý học hành vi cho thấy những hành động gắn với khoái cảm như uống bia dễ lặp lại hơn so với những hành động mang tính nhiệm vụ như là uống nước lọc. Dù với nhiều người, bia dễ uống nhờ các yếu tố khoa học và tâm lý thì chúng ta cần phải cảnh báo rằng uống bia nhiều không tốt, cồn chuyển hóa thành những chất độc gây hại cho gan, tăng nguy cơ viêm gan, xơ gan. Bia cũng chứa calo, dễ gây béo bụng. Sau đây hãy đến với một số kỷ lục liên quan đến bia và nước lọc. Nghe tới nước lọc, ai cũng nghĩ nó là thức uống lành mạnh, trong lành, chẳng có gì để mà khoe khoang. Thế nhưng trên thế giới người ta đã biến cả việc uống nước lọc thành một bộ môn để lập kỷ lục. Một trong những kỷ lục Guinness nổi tiếng nhất là của anh Tim Crocker tại nước Anh. Anh này đã uống trọn 500ml nước, tương đương với một chai nửa lít trong vỏn vẹn là 1,75 giây. Tốc độ ấy nhanh đến mức nếu bạn vừa mở nắp chai thì anh ấy đã uống xong mất rồi. Điều đặc biệt là anh này không bị giặc, không bị nghẹn. Nó cho thấy kỹ năng rót thẳng cực kỳ đỉnh cao của anh. Còn nếu thấy uống nhanh thôi chưa đủ thì hãy xem qua kỷ lục của một anh chàng có tên là Arun Kumar Papayat tại Ấn Độ. Anh này không uống nước theo kiểu bình thường mà chọn cách chống tay giữ thăng bằng. Trong tư thế trồng cây chuối, đầu dưới đất, hai chân giơ lên cao, anh đã uống trọn 1 lít nước chỉ trong 25,01 giây. Uống nước vốn đã khó nếu dốc quá nhanh, đằng này còn bị ngược máu dồn lên đầu mà vẫn thành công. Quả thật là một người rất kỳ lạ. Ngoài ra, thế giới từng biết đến câu chuyện của Max Wubenhoff, một người Đức mắc chứng bệnh hiếm khiến cơ thể luôn khát. Ông buộc phải uống từ 19 cho đến 20 lít nước mỗi ngày. Cứ mỗi 30 phút, ông lại phải nốc khoảng một chai nửa lít, nếu không sẽ bị choáng và mất cân bằng. Nghe thì giống như siêu nhân, nhưng thực chất là một sự khổ sở. Các bác sĩ còn tính toán rằng thận người bình thường chỉ xử lý được 0,8 cho đến 1 lít nước mỗi giờ, nên nếu uống liên tục vượt quá ngưỡng đó, người ta hoàn toàn có thể bị rơi vào trạng thái ngộ độc nước như đã nói. Thế nên, kỷ lục với nước lọc nghe thì tưởng là bình thường, nhưng đằng sau lại ẩn chứa rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Và tất nhiên nước lọc có kỷ lục thì bia cũng có những kỷ lục điên rồ. Trong giới uống bia, huyền thoại số 1 chắc chắn phải nhắc đến André the Giant, đô vật khổng lồ người Pháp, cao 2m24, nặng hơn 230kg. Người ta kể rằng trong một lần chỉ ngồi làm vài chai thì ông đã uống tới 119 chai bia loại 330ml trong vòng 6 tiếng. Chỗ này thì tương đương với bao nhiêu két bạn có biết được không? Nhưng đấy vẫn chưa phải là cực hạn. Có nguồn còn khẳng định ông còn uống với số lượng nhiều hơn, 156 chai loại 475ml. Con số này vượt xa sức tưởng tượng, bởi một người bình thường chỉ cần vài chai có khi đã quắc cần câu rồi. Chính vì thế André được xem như thánh uống bia của nhân loại. Kỷ lục Guinness cũng từng ghi nhận những con số khủng khiếp hơn, chẳng hạn như là Eric Lin, người Anh, đã uống 7,75 pin bia trong vòng 5 phút, mỗi pin kiểu Anh tương ứng với 568ml, tức tổng cộng khoảng gần 4 lít rưỡi ở trong chớp mắt. Barry Winston cũng là một người Anh khác đã lập kỷ lục là uống khoảng 1,7 lít bia chỉ trong vòng 31 giây. Nói cho vui thì chỉ cần một đoạn quảng cáo ở trên TV hoặc một đoạn quảng cáo trên YouTube cũng giúp cho anh ta làm cạn cả một xô bia. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.